Xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình nha. Thì trong clip ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn một cái giống chôm chôm. Trong những clip trước mình đã giới thiệu rồi bạn, nhưng mà clip này mình quay lại cái cây giống cho các bạn xem. Thì đó là giống chôm chôm tiếng cường nha. Chôm chôm tiếng cường thì nó là một cái giống đột biến từ chôm chôm Thái các bạn. Nó là giống sau của chôm chôm Thái á, nó lấy những cái ưu điểm của chôm chôm Thái thành một cái giống nổi trội hơn. Đó, hiện giờ thì nhà vườn đang nhân giống ra số lượng rất là nhiều. Đây là những cái giống chôm chôm tiếng cường bên mình nha. Chôm chôm tiếng cường thì ăn nó sẽ giòn ngọt hơn chôm chôm Thái các bạn, và đặc biệt là nó tróc 100% luôn. Khi mà các bạn ăn á, chôm chôm mà nó bị dính cái thịt vô cái hột này rất là khó chịu ha. Chôm chôm tiếng cường thì nó không có bị cái đó bạn, nó tróc 100% luôn, bạn ăn vô tróc liền luôn. Mà được cái là trọng lượng trái thì nó rất là đều. Ví dụ một chùm á, một chùm trái chôm chôm tiếng cường thì nó rất là đều bạn, rất là nhiều. Còn chôm chôm Thái thì bạn gom 2-3 chùm vô nó mới bằng một chùm chôm chôm tiếng cường đó, thì nó khác là khác như vậy á. Cho nên là các bạn chọn giống mà đầu tư, nếu mà chọn chôm chôm thì các bạn nên chọn chôm chôm tiếng cường ha. Thì đây là cái giống mới, nó mang nhiều cái ưu điểm nổi trội, rất là kinh tế luôn đó. Thì bên mình có hai hình thức giống là chua cành và ghép bo đó, thì mình sẽ quay hai cái giống này cho các bạn xem nha. Và nó cũng kháng được nhiều sâu bệnh hơn, và nó ít có hiện tượng là bị nứt trái các bạn đó. Rồi để trái mà lỡ chín, một chùm mà nó chín trước nó cũng không có bị chua đó bạn. Đây là cái giống chôm chôm mà rất là nhiều ưu điểm luôn ha. Nó so với chôm chôm Thái thì nó tróc 100% luôn. Chôm chôm Thái thì nhiều lúc mình ăn á, nó tróc không hết các bạn. Như ở đây là cái giống ghép bo nè. Đó, bên mình cái giống ghép bo nha. Thì cây nó cao khoảng tầm 70-80cm bạn. Cây rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Cây cực kỳ là đẹp luôn các bạn thấy nè. Đó, mình lấy ra một cây cho các bạn xem. Rất là đẹp luôn. Thì đây là cây giống ghép bo. Bên mình có cây giống chua cành và cây ghép bo ha. Bạn nào muốn mua loại nào thì cũng được các bạn. Loại nào thì cũng phát triển rất là tốt. Bạn thấy cái cây ghép bo thì cũng cực kỳ là mạnh luôn. Ghép bo thì cái thân nó sẽ to. Nó to như vậy nha. Đó, nó phải như vậy các bạn, nó phải như vậy ha. Đây chôm chôm tiếng cường thì nếu mà bà trồng làm kinh tế thì rất là hiệu quả các bạn, nhưng mà cái này các bạn lưu ý mình là cái dùng nước mặn là trồng không được nha. Chôm chôm thì nó rất là kỹ nước mặn nha các bạn. Cho nên bạn nào mà có vùng nước mặn thì cái đây không phải là cái giống mà các bạn có thể trồng được đâu. Nên là mình chỉ trồng được những vùng nước ngọt thôi nha. Vì chôm chôm mà nước mặn là nó chết rồi bạn. Nói với sầu riêng á, nước mặn là nó chết hết rồi, không có chịu được nước mặn. Đây là cái dòng mà cũng kháng khá là nhiều sâu bệnh luôn. Cơm giòn ngọt tróc 100% luôn nha bạn. À, bạn thấy cây nào cây nấy nó đẹp. Rất là đẹp luôn mà. Tược nè, lá nè. Chị nói với chôm chôm Thái cũng khó phân biệt lắm bạn, rất là khó phân biệt luôn. Nếu mà để chung là có thể là không phân biệt được luôn bạn. Cho nên là chỗ mình là để riêng ha, không để chung. Đó, bạn nào có nhu cầu trồng thì đây là cái giống mà mình thấy là làm kinh tế rất là ổn luôn bạn, rất là ổn luôn. Cây nhiều ha, mình cây giống này rất là nhiều. Để mình qua mình quay bên cái lô mà cái cây chua cành cho các bạn xem nha. Đây là cái bên chua cành nè các bạn. Đây chua cành ha, để mình quay xa xa ra. Đó, chua cành. Chua cành thì nó sẽ có một cái chỗ ghép ở dưới bạn. Ghép ở dưới ha. Còn cái hàng bo thì mình ghép trực tiếp, đóng một cái bo của chôm chôm tiếng cường vô. Đây là cái giống tiếng cường chua cành nha. Chua cành các bạn. Thì hai cây này thì cái cây chua cành thì giá nó sẽ mắc hơn tí. Mắc hơn ghép bo nha, ghép bo thì nó rẻ hơn một chút bạn. Thì bạn nào muốn trồng cái loại nào thì tùy theo cái điều kiện kinh tế mình á, mình có thể trồng ha. Với lại tùy sự lựa chọn mỗi người. Tại có người thì thích chua cành hơn, không phát triển lẹ hơn. Có người thì nói bo nó phát triển lẹ hơn, bạn tùy thôi. Mình thì thấy hai cái này nó phát triển cũng như nhau thôi các bạn. Nhưng mà trồng thằng bo thì nó sẽ nhẹ kinh tế cho mình hơn được một tí. Đó, quá trời. Chỗ mình rất là nhiều ha, cây giống đẹp. Lá nè. Đó bạn, lá đẹp ha, cây đẹp. Mình thì mình ship toàn quốc nha. Nếu các bạn mua lẻ một vài cây thì mình vẫn ship bạn, mình ship toàn quốc luôn. Còn nếu mà bạn nào mà mua số lượng nhiều thì mình ở gần gần thì mình sẽ lấy xe tới mình chở. Còn nếu ở xa thì mình sẽ gửi qua đường xe khách đó, mình gửi đi. Nếu số lượng nhiều còn ít ít thì mình gửi qua đường bưu điện bạn, mình ship toàn quốc. Mình thì bên mình thì các bạn mua là 5 cây trở lên thì bên mình sẽ bao ship nha. Còn nếu dưới 5 cây thì phí ship khách hàng sẽ trả bạn. Và bên mình được cái là mình sẽ cam kết trong 30 ngày đầu, nếu mà cây các bạn trồng mà nó bị trục trặc, bị chết á, thì mình sẽ hỗ trợ lại cây mới cho các bạn trồng. Nên là cứ yên tâm trồng các bạn thoải mái, không có lo nhiều. Giống thì mỗi đợt mỗi khác nha bạn. Cây cao thì nó cũng không có đều nhau đâu, nó sẽ có cao có thấp. Thì bình quân là nó khoảng từ 70
cho tới 90cm đi ha, nói vậy cho nó dễ bạn, để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn ha, chứ nó không có điều 100% đâu nha bạn. Mình sẽ cố gắng mà lựa những cây đẹp nhất gửi đến các bạn. Nếu bạn nào có nhu cầu mua về cây giống chôm chôm tiếng cừng thì có thể liên hệ với mình nha. Đó, số điện thoại mình để trên clip bạn. Bên mình thì đảm bảo là giống đúng chuẩn 100% với bạn, và cam kết trong 30 ngày đầu nếu mà các bạn trồng cây giống có bị chết á, bên mình sẽ hỗ trợ lại cây khác cho các bạn, nên cứ yên tâm trồng các bạn, thoải mái trồng ha. Được cam kết 30 ngày luôn mà, cứ thoải mái mà trồng thôi các bạn ơi. Bên mình thì ship code toàn quốc luôn, ship toàn quốc các bạn. Bạn thì mình vừa chở xuống tới cái chỗ này là giao cây chôm chôm tiếng cừng. Rồi em trai này ở đây là ống tháp lắp giò. 120 gốc chôm chôm tiếng cừng. Các bạn thấy chôm chôm tiếng cừng bên mình nè. Đó, cây vip nè bạn. Dao này là dao gốc lớn nha. Gốc chua cành. Cây rất là đẹp luôn. Cây này hiện giờ so với mình là bạn thấy nó cao à. Đó, cao tới ngay ngực mình luôn. Nha. Cây này mình lựa cái loại là cứng là cây lớn ha. Cây dao cho em trai là lựa loại tốt. 120 cây. Nay hiện tại đây là lắp giò nha. Hôm đó nó trồng mấy chập, trồng quýt, trồng cam, trồng nhãn mới đốt nữa, rồi nó gặp cây này nữa, thấy ấy rồi mấy đứa nó giờ mới... giờ mình mới chuyển qua trồng chôm chôm tiếng cừng. Dạ. Hôm nay là mình có làm đất rồi sẵn hả cô? Cái này đem ra rồi, tại vì bờ nó cao đó, rồi cái đậu đất vô lên cái chậm thôi. Dạ, chôm chôm thì nó cũng dễ. Dạ. Cái lô cây này thì mình mới vừa giao cho em trai ở lắp giò ha. Đó, cái lô này là 120 cây chôm chôm tiếng cừng nha các bạn. Cây thì chiều cao bạn thấy rất là đẹp luôn nè. Gốc to nha. Gốc cực kỳ là to luôn, cỡ này đồng cứng lắm bạn, rễ đâm ra ngoài hết rồi nè. Đó thì đoạn đường về cũng khá là xa thôi, giờ mình sẽ kết thúc clip đây nha. Thì nếu mà các bạn tin tưởng thì có thể liên hệ số điện thoại mình để ngay trên màn hình bạn. Clip mình đến đây kết thúc nha. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại bạn trong một clip sau nha.